Linh mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại thành phố Sóc Trăng. Hôm nay Linh được bà con ở gần đây chia sẻ cho một cái ngôi nhà bị bỏ hoang ở sâu trong cái đường hẻm này nè. Nãy giờ đi bộ cũng khá là xa rồi. Cái ngôi nhà hoang này ngày xưa là bị cháy một lần rồi. Rồi sau cái vụ cháy đó thì có một cái người đã chết bên trong cái ngôi nhà hoang này. Và sau này thì có một cái người khác lại mua và tu sửa cái ngôi nhà này lại để ở. Nhưng mà không có ở được cả nhà. Vì cái vong hồn của cái người bị chết cháy lúc trước bên trong á quậy phá cho nên là họ không có ở được và phải dọn đi chỗ khác. Thì đây chính là cái đường mà đi vô nè cả nhà. Căn nhà này nằm ở một cái nơi cũng rất là hoang vu luôn. Phải qua cây cầu này. Qua cây cầu này mới vào được bên trong. Ôi ôi. Phía trong này toàn là rừng cây không à. Thì nghe bà con ở gần đây kể, người ta hay đi vô trong cái rừng phía sau này nè để mà bắt ếch với lại câu cá lắm. Tại vì ở trong này có mấy cái hào, mấy cái mương rồi đó. Người ta bỏ hoang lâu năm cho nên là có rất là nhiều cá và ếch ở trong này. Mà nhìn thấy ghê quá trời luôn rồi. Rừng cây không à. Cái căn nhà thì nó nằm ở phía bên ngoài này nè. Sau cái bụi tre nè. Nghe bà con kể ngày xưa cũng có rất là nhiều người họ vô bên trong cái khu vực này. Do là phía sau cái nhà này với lại dài dài ở trong nữa là có mấy cái ao cá với lại ếch rất là nhiều. Thì họ vô đây để mà câu cá rồi. Rồi bắt ếch á. Thì một thời gian sau khi mà cái căn nhà hoang này bị cháy thì vong hồn của cái người đàn ông đó bắt đầu là hoành hành quậy phá ở trong đây. Những cái người mà vô đây câu cá với lại bắt ếch vô đây bị nhát mấy lần, họ cũng sợ và không có dám lui tới cái chỗ này nữa. Nghe bà con chia sẻ là phía sau cái căn nhà này là có một cái ao cá dữ lắm cá. Vô trong đó là cá khủng không à, cá lóc, rồi cá chê. Con nào con nấy là to đùng mà, nhưng mà bây giờ không có ai dám vô nữa. Ban đêm thì nghe bà con nói là cá ở trong đây nó quậy như là cá sấu vậy, quậy đùng 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 ở trong ao á. Không biết là những cái điều đó có phải là tâm linh làm hay không, hay là có cá thiệt. Xíu nữa thì Linh sẽ vào bên trong căn nhà rồi đi lại phía sau coi cái ao đó ra sao nha. Đây là một cái bụi tre tùm. Tre này có một cái màu vàng giống như là mấy tre kiển trồng trước cửa mấy quán cà phê rồi cả nhà. Mà cây nó to hơn. Phía bên ngoài đường lộ thì người ta đang xây nhà. Cho nên là còn nghe được những cái âm thanh của máy cắt rồi, người ta làm việc ở bên ngoài. Tới đây, tới cái ngôi nhà rồi nè. Đứng ngoài này mình nhìn vô thì đã thấy rất là nhiều mấy cái bể chứa nước luôn. Ngay giữa nhà luôn cả nhà. Rồi ở phía trong đó lại có một cái lu nữa. Căn nhà thì sau này người chủ mua lại á. Họ cũng sửa sang lại lập tôn. Lúc trước là căn nhà bị cháy á, thì là căn nhà lá. Do là lá cho nên là nó cháy rụi hết rồi. Còn cái sườn không à. Thì cái người chủ mua lại sau này là họ mới lại đây tu sửa lại lập tôn. Để mà ở tạm. Được một thời gian thì bắt đầu là họ gặp ma gặp quỷ gì trong đây. Rồi cũng quản hồn tháo chạy luôn. Bỏ hoang cái căn nhà từ đó tới giờ. Ngay cái góc này cũng có một cái bể chứa nước nữa. Mà nãy giờ Linh nhìn thấy ở trong này người ta trồng cây trái cũng khá là nhiều. Trước cửa nè, có một cái cây mãng cầu ta. Mãng cầu gai, chứ không phải mãng cầu ta, mãng cầu sim á. Bây giờ mình sẽ tiếp cận vào bên trong cái ngôi nhà thôi. Ê, cây mãng cầu này có trái nè.
hình như là trái chín luôn cả nhà ơi. Trái măng cầu này chín luôn rồi, mềm luôn rồi nè, trái trong này cũng chín luôn rồi. Bên hông cái vách nhà thì vẫn còn lợp lá chưa, Linh nhìn thấy là bên hông vách nhà vẫn còn lợp lá. Ôi, nguyên cây cách to đùng luôn. Rồi trồng thêm cây bơ nữa chứ. Xung quanh nhà vẫn còn trồng mấy cái cây ăn trái. Trong này đồ đạc gì lung tung hết trơn rồi. Linh nghe kể là từ sau khi mà cái nhà này bị bỏ hoang là không có ai dám vào bên trong này luôn. Những cái người câu cá và bắt ếch thường xuyên ở đây thì họ bị nhát mấy lần thì họ cũng không dám vô. Rồi từ đó là cái nơi này nó đầu là gừng gặm, nó mọc lên, chứ lúc trước là người ta đi tới lui nhiều, là cái đường cũng mòn, cây cỏ đâu cũng rất là ít. Bây giờ thì xung quanh nè, y như là một cái đám gừng. Nhìn sâu vô bên trong hình như là còn một cái căn phòng và đã bị khóa lại cả nhà. Nó chắc là có còn đồ đạc gì quý giá hay sao á, cho nên là người ta khóa lại, đồ có giá trị đồ người ta khóa lại, ta giữ gìn bỏ đó. Từ khi mà cái người chủ ở đây là mua lại rồi không ở được nữa và bỏ đi tới giờ là không có quay lại luôn. Nghe bà con ở đây người ta nói là không có quay lại lần nào hết, bỏ hoang luôn cái khu này rồi. Phía trước này còn rất là nhiều mấy cái đồ lung tung nằm ở dưới nền và một cái lu nữa. Cái lu này sao mà ta để úp ngược đây, chai thuốc gì nằm tùm lum hết. Và đặc biệt là không biết sao người ta xây hai cái bồn nước ngay chân giữa cái nhà vậy nè. Nhìn mấy cái bồn nước này cũng khá là lạ. Dưới này còn một cái bật lửa của ai đánh rơi hay sao mà không biết là còn xài được hay không nữa. Ý, bật lửa này còn xài được luôn cả nhà ơi, còn mới luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để xem là có vào được bên trong căn phòng đó hay không nha. Xung quanh bên trong ngôi nhà thì chỉ còn lại căn phòng thôi à. Ôi, dán nhện nó đóng đen thui hết trơn rồi. Bên góc này còn nguyên một cái giường của người ta nè, mà bây giờ là tháo ra banh chành hết rồi. Trời ơi, hình như là Linh nhìn thấy ở trên cái nóc nhà này có một cái ổ ong mặt quỷ cả nhà ơi. Căn phòng này thì bị khóa rồi, khóa bằng dây xích rất là kiên cố luôn. Không biết là ở trong đó có gì hay không nữa, nhưng mà vừa nhìn lên trên thì đã thấy được một cái ổ ong mặt quỷ rất là to luôn. Ổ ong nhìn khá là ớn luôn. Ong này chắc là nhiều con lắm rồi, đóng cũng lâu năm lắm rồi. Ghê trời, không biết là bên trong cái phòng này có đồ đạc vật dụng gì hay không mà người ta lại khóa lại rất là cẩn thận. Mà cái ổ phá nó bị xét hết trơn rồi, ổ phá với lại dây xích nè bị xét hết trơn rồi. Phía trước này thì có một cái lu nữa, cái lu này dán nhện nó đóng rồi nè. Trời,
quá trời luôn. Bây giờ lên sẽ đưa cam lên trên nha, để xem là có thấy gì bên trong hay không. Không biết là có gì trong không cả nhà. Cả nhà dọn xử thử xem là bên trong nó có gì không. Chắc là có những cái đồ vật gì đó nó có giá trị á, người ta mới khóa cái phòng này cẩn thận vậy. Cao quá, không biết là cả nhà thấy rõ không đó. Nhìn thấy cái chỗ ông mặt quỷ đó thấy ớn quá. Ở bên cái góc này nè cả nhà, còn nguyên một cái chỗ để mà thờ cúng gì nè, có hai cái bát hương với lại mấy cái tấm ảnh thờ nữa. Không biết là xưa người ta thờ cúng gì ở đây. Phía bên này còn mấy cái tấm hình nè. Chắc là chỗ này người ta thờ thần tài thổ địa gì đó mới thờ ở dưới tháp vậy. Rồi cái ống mối nè, nhà này bỏ hoang quá trời lâu không ai vô á, cho nên là nhìn nó mục nát. Rồi những cái con động vật nó cũng vô nó ở trong này. Bát hương có hai cái luôn. Thì bên đây một cái nữa nè, dưới này một cái bát hương nữa. Cái cửa phòng này thì khóa không có vào được, cứng ngắc rồi cả nhà, khóa bằng dây xích rất là to luôn. Và đặc biệt là Linh nhìn thấy cái nhà này nè, giống như là cái nhà bị xuyên tâm một kèo giữa nè. Không biết sao mà lúc trước họ xây nhà nhìn cái kiểu rất là lạ luôn, nhà này nhìn ngộ lắm. Phía bên hông thì lợp vách lá. Lúc trước anh nghe kể là cái nhà cháy hồi hồi trước á, là cái nhà lá hoàn toàn luôn. Sau này thì mới có người họ mua lại, rồi họ mới tu sửa lại lập tôn đồ lên. Chứ lúc trước là nhà lá không rồi, nguyên cái căn nhà đều là cả nhà lá luôn. Nguyên cái ngôi nhà này đều là nhà lá hết. Rồi sau khi mà bị cháy rụi á, thì ở đây nó rất là âm u. Rồi người ta mới mua lại cái chỗ này. À, chỉ còn lại cái sườn không à, người ta mua lại rồi người ta mới sửa sang lại, nhưng mà cuối cùng cũng ở không được, phải bỏ đi luôn cả nhà. Ở đây thì đối diện chỗ đó là có một cái cầu, cái cầu bắc qua con kênh. Bây giờ lên sẽ đi một vòng lại phía sau xem là phía sau đó có vô được cái căn phòng hồi nãy không nha. Ủa, chỗ này có một cái khúc cây gì nữa nè. Cái này giống cái giếng quá cả nhà. Nhìn giống giống như là cái giếng nha. Mà nó cạn à. Đây là phía bên hông vách nhà nè. Dây leo gì nó bò tùm hết trơn rồi. Ui, có trái bình bát nữa nè, kiến đồ không à. Vô trong đây sợ ong quá trời. Trong nhà có cái ổ ong mặt quỷ nó nhìn quá trời ớn à. Bây giờ ở dưới quê, một cái vùng mà giáp ranh thành phố mà lại có một cái ngôi nhà lá như thế này cũng khá là hiếm á. Sao mấy trái bình bát này à? Kiến nó đeo quá trời luôn cả nhà. Kiến đen nó đeo nè. Ôi ôi, trong đó nó kìa.
Ở đây thì nó cách thành phố Sóc Trăng khoảng tầm một cây số à cả nhà. Nó nằm ở vùng ngoại ô thôi, mà lại có mấy cái ngôi nhà lá như là một cái vùng quê. Như là phía sau này là cái nhà bếp nè, mình thấy còn một cái bếp lò dưới cái góc này. Sao người ta xây nhà bếp bên hông này ta? Mấy cái nhà mà có nhà bếp, nhà lá mà có xây nhà bếp đồ bằng củi hết cả nhà thì rất là dễ bị cháy. Ôi sau này không có đường vô à, tưởng nó có đường vô được xem là bên trong cái phòng nó có gì hay không. Ôi ôi cây sung, cái này cây sung mấy cây nhái thì không biết. Sau cái nhà này có một cái ao lục bình không à, cái ao này chắc là cá nhiều dữ lắm luôn, bởi vậy người ta mới hay đi vô đi qua cái nhà này nè để mà vô cái ao này câu cá. Rồi không biết sao thời gian sau này khi cái nhà bị cháy rồi, cái người đàn ông ở đây chết á, cho nên là ở đây nó mới trở nên là tâm linh, rồi người ta vô đây câu cá bị nhát rồi quá trời, họ mới không có dám lui tới cái chỗ này nữa. Cây dừa này có mấy cái mắt rất là ngộ luôn cả nhà. Sao lại mấy cái tàu đó nó lại có mấy cái mắt ở đó ta, nhìn khá là lạ luôn. Nè, ở trên thì là dừa mà, cái này là cây dừa mà, nhìn rất ngộ luôn, đó giờ mới gặp cây dừa vậy luôn nè. Mấy cái tàu lá này á, chắc là lúc trước người ta không có gọc ra, không có giật xuống, nó bị gãy ngang cả nhà. Nó còn mấy cái mắt mắt nó nhìn ngộ ghê luôn. Trời ơi, đây là cái góc từ phía sau của cái ngôi nhà hoang này. Nhìn khá là cùng gợn. Đây có nguyên cái bùn chuối nó bị già nè, mà không có ai dám vô đây đốn ăn luôn á cả nhà. Thường mấy cái người ở thành phố người ta thấy mấy cái này là người ta sẽ vô ta đốn hết, bởi vì ở đây đất này cũng bỏ hoang luôn rồi. Mấy cái bùn chuối mà mấy người thành phố người ta thấy người ta sẽ rất là thích luôn, không ai dám vô trong cái khu vực này hết. Bên hông vách nhà này thì nó bị sụp rồi, lá rồi nó cũng bị mục hết rồi. Hoang tàn. Nãy giờ vô đây là mặc dù là còn nghe được tiếng xe cả nhà, nhưng mà ở trong đây nè, mỗi khi mà không có xe chạy ngang ở khuất nghe rất là nhìn, mà một mình ở trong này nó khá là gùng gợn luôn. Ui, dưới cái góc này là có một cái chậu kiển bị bể rồi. Trong này rất là nhiều rau dại luôn cả nhà, mấy cái rau dây giác nè, rồi lá cách nè, mọc khắp nơi ở trong này hết. Thường là những cái lá cách này mà mọc dại vậy nè là người ta sẽ vô người ta hái hết rồi, chứ không để mà tới ra bông vậy đâu. Ồ cái cách này quá trời lá luôn, bông nữa.
nhiều gao lắm luôn, mà không có ai dám vô bên trong cái ngôi nhà này để mà tiếp cận ở đây để mà hái. Cái này là cát lòi nè, mấy cái lá này có bánh xèo ăn được luôn. Xung quanh rừng rậm âm u quá trời luôn. Giờ định quay chở gà cả nhà. Trong đây mũi quá trời mũi. Thì chắc là Linh cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có xem được cái video này của Linh thì hãy cho Linh xin một like nha, cũng như là một và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.